quý vị, mới đây thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án phát triển kinh tế đô thị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, chính quyền thành phố giao cơ quan chức năng lập đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn vào các quận năm 2030. Vâng, đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện cấm xe máy được nhắc đến, mà mỗi lần kế hoạch này được đưa ra thì đều gây ra những tranh cãi về tính khả thi. Mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây. Đề án cấm xe máy vốn đã từng là đề xuất của thành phố Hà Nội từ năm 2017. Qua nhiều lần rút kinh nghiệm để lên kế hoạch thực hiện, thì mới đây, kế hoạch cấm xe máy vào nội đô lại được tái khởi động, dự kiến vào năm 2030. Với ý tưởng chấm dứt nỗi ám ảnh về ùn tắc, ô nhiễm môi trường, xây dựng Hà Nội là một thành phố văn minh, hài hòa và thân thiện. Ý tưởng đó là rất hay, rất đáng ghi nhận. Song, tính khả thi vẫn là một dấu hỏi lớn. Cư dân mạng cho rằng, việc đi lại là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Nhà quản lý chỉ có thể điều chỉnh trên cơ sở hài hòa, chứ không thể cấm đoán bằng các mệnh lệnh hành chính. Giao thông là huyết mạch để vận hành và duy trì xã hội, là con đường đi đến mọi cơ quan, trụ sở, công ty, là sự mưu sinh của trăm nghìn người. Nếu cấm xe máy vào đô thị thì cần chỉ dẫn tất cả các tầng lớp người này đi bằng đường nào, bằng phương tiện gì, có đảm bảo mọi huyết mạch này được thay thế duy trì mà không ách tắc gì hay không. Nếu thành phố không có phương án thay thế khả thi thì đây có thể là một cú sốc làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt và việc làm của rất nhiều người. Đề nghị thành phố lắng nghe ý kiến của người dân trước khi quyết định. Không làm được thì cấm là cách làm dễ, ai cũng làm được. Chưa kể sau khi cấm xe máy, mọi người sẽ chuyển sang mua và đi ô tô. Các anh sẽ làm gì tiếp theo? Tôi thấy ùn tắc đến từ nhiều nguyên nhân. Sự gia tăng của phương tiện, sự quá tải của hạ tầng giao thông, chứ không phải riêng xe máy mới là thủ phạm gây ra ùn tắc. Thành phố Hà Nội hiện nay có hơn 6 triệu xe máy tham gia giao thông, chưa kể các phương tiện từ địa phương khác thường xuyên hoạt động trên địa bàn thủ đô. Song, điều quan trọng là bức tranh giao thông công cộng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Xe buýt thì chưa phát huy hiệu quả. Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông dù đem lại tín hiệu tích cực, song mức độ đóng góp cho giao thông công cộng là chưa lớn. Buýt nhanh BRT thì bất lực trên chính làn đường ưu tiên của mình. Như vậy, mục tiêu sau năm 2030, phương tiện công cộng sẽ đảm nhận từ 45 đến 50% nhu cầu đi lại của người dân. Liệu có đạt được? Phương tiện công cộng tốt, tự khắc người dân ta đi, cần gì phải cấm? Chỉ cần Hà Nội có 4 đến 5 tuyến tàu điện kết nối với nhau thì người dân sẽ tự bỏ xe máy mà không cần phải cấm. Các phương tiện giao thông công cộng phát triển quá chậm và kéo dài, làm cho người dân mất lòng tin. Về chiến lược phát triển giao thông công cộng, chúng ta đã có rất nhiều cố gắng và đã có thành công. Nhưng chúng ta chưa tính hết được những bất cập của nó, cho nên chưa thu hút được người dân. Bao giờ thành phố này mà số lượng người đi phương tiện giao thông công cộng chiếm đến 70-80%, thì lúc ấy chúng ta mới nghĩ đến việc cấm xe máy. Nếu hệ thống giao thông Hà Nội tốt, xe buýt đủ phục vụ nhân dân thì tốt, còn không thì sẽ đem lại tác dụng ngược. Hãy cân nhắc thật kỹ, vì xe máy là phương tiện chính của người dân, nó chiếm 80%. Cư dân mạng cho rằng, một thành phố văn minh, thân thiện, ai cũng muốn. Song, hành vi tham gia giao thông của người dân sẽ thay đổi khi mà chỉ khi loại hình vận tải được lựa chọn theo hướng có lợi, đầy đủ sự thuận tiện, an toàn, tiết kiệm. Một khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được, thì mọi ý tưởng, giải pháp cũng không thể đem lại hiệu quả. Tôi nghĩ thành phố Hà Nội thay vì làm cho người dân hoài nghi, lo lắng, hãy làm cho họ tin tưởng và ủng hộ những chính sách, giải pháp phát triển thiết thực, khả thi. Tôi thấy khi chúng ta tính toán và lường trước được những gì sẽ xảy ra theo kịch bản, ví dụ kịch bản cấm ở mức độ cao, mức độ thấp, trung bình, thì chúng ta sẽ lựa chọn được giải pháp nào, phương pháp nào để phù hợp triển khai trong thực tế. Và như thế, khi triển khai nó phù hợp, tạo được sự đồng thuận cao trong công chúng, người sử dụng, thì mới có thể đảm bảo được sự thành công. Thành phố Hà Nội lên kế hoạch cấm xe máy vào nội đô. Quan điểm cũng như suy nghĩ của các bạn như thế nào về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.